Đường Trường Sơn có tổng mức đầu tư trên 10.015 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ được nghiên cứu xây dựng từ năm 2005, dài gần 667, đi qua 7 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Dự án hoàn thành có ý nghĩa chiến lược đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, an sinh xã hội và tạo sinh kế cho người dân địa phương. Quốc lộ 24 từ đèo Violet đến thị trấn Măng Đen hoàn thành nâng cấp, mở rộng tô điểm thêm vẻ đẹp của bức tranh đại ngàn Đông Trường Sơn. Đường có chiều dài 31,4 km đi qua huyện Côn Bờ Long, huyện Con Rẫy và thành phố Kon Tum với tổng mức đầu tư hơn 847 tỷ đồng. Vợ chồng mình ăn sáng ở Tây Sơn các bạn, Phú Phong, đường Quang Trung. Ngon em. Quán phở ăn sáng ở Tây Sơn các bạn, ngon lắm. Đây là cầu Phú Phong nè các bạn. Cầu này là ra khỏi thị trấn Phú Phong. Lên phía này sẽ là hầm hô, phía này sẽ sông Côn các bạn. Ánh sáng chỗ hồi nãy là 25.000 một tô phở bò các bạn, khá là ngon, nước ngon. Rồi bây giờ no bụng rồi chạy thôi. Rồi trên đường có như những gì đẹp và đường đi như thế nào, đường đẹp hay xấu thì mình sẽ quay lại review cho bạn xem nhé. Đi đường nào để lên Măng Đen thì mình review luôn. Dưới nước của đập dân Văn Phong các bạn. Đấy, cảnh đẹp gớm không? Cảnh đẹp cực kỳ đẹp trên đường phường. Vâng, đến đây là trạm thu phí BOT đường trên Tây Sơn.
Sơn dưới đèo An Khê cho mọi người xem là hiện tại thì cuối tháng 10 rồi, họ sửa chữa hoàn thành tới đâu rồi. Đây là trạm BT36 các bạn. Cách đây hơn tháng thì mình đi cái đoạn này thì sửa ok rồi, gần xong rồi. Cái đoạn mà từ BT36 này lên tới chân đèo An Khê là gần xong rồi. Chắc này là còn một hai cây cầu chắc chưa xong thôi. Rồi ok, hơn một tháng quay trở lại thì mình thấy cái cây cầu này họ đã kết nối với nhau rồi các bạn, tức là cái cầu đã xong rồi, làm xong rồi. Đó, cái cầu trước chỗ nhà máy đường kia nữa, nếu ok nữa thì cái tuyến đường quốc lộ 19 đoạn qua Tây Sơn này là kết nối với nhau hết. Nhưng có điều là mấy cái đoạn này nó chưa trải nhựa thôi các bạn, chưa trải nhựa thôi. Đó, còn phía bên đây là nhà máy đường Bình Định này bạn, nhà máy bỏ hoang đó. Rồi ok luôn bạn nha, cái cầu này cũng kết nối luôn này. Đó, mọi người đi Gia Lai thì yên tâm, mấy cái đoạn này đã thông rồi, thông cái cầu ở trên này rồi, chỉ cái điều là họ chưa trải nhựa thôi. Đó, còn đi nhảy lộp độp như thế này thôi. Đó, chỗ đây nè bạn, chỗ đây cầu đây họ còn cái cầu đây nữa bạn, cầu đây thì họ đang làm bên tay phải này này, nâng cấp cái cầu này lên đó. Đây bạn, còn cái cầu duy nhất trên tuyến này còn đang làm thôi, với lại mấy cái đoạn như thế này thì chưa trải nhựa, chưa xong chứ còn nhiều là ok rồi. Đó, ngay trước chỗ nhà máy đường luôn các bạn, bên phía tay phải đi là nhà máy đường Bảo Hòn này. Đó, tới phía trước đây là trải nhựa nha. Khê rồi các bạn. Đoạn này thì kẹt xe rồi, không biết trước kia này các bạn, trên núi kia này thấy không? Đó, trên núi cái xe múc nó đang dọn đất đá, đầy đất đá xuống cho nên chắc là dừng xe lại để mà giải quyết cái đất đá này. Nói chung là tổng kết lại đèo An Khê vẫn như hơn một tháng trước các bạn, cũng không có gì mới hết. Rồi đoạn đường quốc lộ 19 đi qua địa phận huyện Tây Sơn thì cũng không có gì mới hết các bạn, cũng làm rất là chậm luôn. Sáng nay nắng đẹp các bạn, không biết đường lên lên trên Măng Đen thì thời tiết như thế nào. Thì múc đang đầy đất đá trên đèo xuống cho nên không cho người qua lại.
Gia Lai rồi các bạn. Trên đều ok rồi. Đó. Đoạn này thì người ta sửa lại ok rồi nha, đẹp. Lúc nào lên Gia Lai thì không khí mát lạnh luôn các bạn. Rất là mát luôn. Thị xã An Khê nè các bạn, thị xã An Khê. Đó. Đi thẳng sẽ là lên Pleiku nha các bạn. Mình không đi theo hướng Pleiku mà rẽ phải đi hướng Cà Bang các bạn. Cà Bang rồi qua Đông Trường Sơn. Cà Bang ra qua Đông Trường Sơn rồi đến. Đó, rẽ phải đường này. Qua Cà Bang 27 cây nữa. Nếu mà đi đường Gia Lai và Lê Cưu các bạn lên phải qua thành phố Kon Tum rồi lên Băng Đen thì nó rất là xa, khoảng 300 cây. Sẽ là 300 cây các bạn. Còn mình đi đường Cà Bang, Cà Bang rồi lên qua Đông Trường Sơn rồi lên Măng Đen, Măng Cành, Măng Đen các bạn thì khoảng 200 cây thôi từ Quy Nhơn. Đó, đường này các bạn nhé, đường lên đây là thị xã An Khê, đường hướng lên Cà Bang. Trung tâm của Cà Bang đúng 100 cây số các bạn, đúng 100 cây số luôn. Đây, vậy là đoạn đường từ Quy Nhơn lên Măng Đen đã đi được một nửa rồi bạn. Cầu Đắk Lóc. Trung tâm của Cà Bang này bạn. Nắng Gia Lai rất là đẹp các bạn ơi. Ở Bình Định mình thì mù mù, hồi sáng đi mù mù cho lên Gia Lai thì nắng như mùa hè luôn, nắng rất đẹp luôn. Rất tuyệt vời, đi chơi mà như thế này thì tuyệt vời các bạn. Vâng, đây là đường Quang Trung này bạn, đường Quang Trung là trung tâm của thị trấn Cà Bang. Công viên nè bạn, rất đẹp nha. Không biết tên công viên gì, ngay đường Quang Trung luôn. Đây có tên nè bạn, công viên văn hóa huyện Cà Bang. Đó, rộng rãi cỏ không các bạn, rất đẹp luôn.
Cờ Bang thôi các bạn, đi ngang qua thôi, quay mấy cái đường chính cho bạn xem thôi chứ không có quay nhiều, không có quay flycam. Công an huyện Cờ Bang không quay flycam cũng như là không có khám phá các con đường khác. Đó, sáng giờ mình đi hơn 100 cây số rồi, chỉ xấu cái đoạn chỗ Tây Sơn với đường đèo An Khê thôi. Còn từ An Khê trở lên Cờ Bang này đường tương đối ok. Đó, đường chính Quang Trung của thị trấn Cờ Bang các bạn. Biết Cờ Bang giờ lên thị xã chưa? Mình không rõ lắm các bạn. Nhưng mà đường xá như thế này là ok, đẹp. Đẹp như không như Đà Lạt đâu. Đẹp như Pleiku thôi. Pleiku hay là Kon Tum. Na ná vậy là na ná giữa các thành phố đó được rồi. Đó, ra ngoài này chắc bắt đầu ra khỏi trung tâm các bạn. Rừng này các bạn ơi, rừng Trường Sơn Đông này. Đó. Đẻ chưa? Đấy, rừng các bạn ơi, rừng Tây Nguyên Đại Ngàn đó, rừng Trường Sơn Đông rất đẹp nha. Bên ngoài cũng như là vào hình rất đẹp luôn. Wow. Cùng đường đáng để đi vượt các bạn, cùng đường Trường Sơn Đông đi Măng Đen. Đáng để đi vượt. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rừng cổ thụ nè. Đoạn này là chưa đâu bạn, đoạn này là mới rìa ngoài thôi. Nhưng mà ở đây là mình thấy có cái gác của Kiểm Lâm rồi đó. Mới đi qua gác Kiểm Lâm. Đó, bạn thấy không? Cây cao qua 40 mét này. Cây cổ thụ này, đẹp ghê chưa? Quá đẹp luôn. Bìa rừng thôi, tí nữa đi vào phía trong của cái đoạn Trường Sơn Đông các bạn có thấy là nó cực kỳ đẹp luôn. Wow, đẹp quá, đẹp không? Chậm gì lại chậm. Chậm lên kia chậm luôn đi. Đó bạn, các khúc cua này có kính an toàn các bạn, có kính an toàn giao thông. Đó, khúc cua chỗ này là quá nhiều luôn, quá đẹp các bạn. Đẹp đến mức mà mình phải bật máy lên quay cho các bạn xem. Lên đây là đi vô trong rừng nguyên sinh luôn. Vắng người đi lại các bạn, phát lạnh luôn nè. Đó, kính an toàn giao thông các bạn. Cua này bạn thấy không? Cua. Hôm nay nắng rất đẹp các bạn. Nắng rất là đẹp luôn. Đó, phía dưới rừng. Quá đẹp để con đường quá đẹp để chúng ta đi vượt các bạn, đi vượt thì khám phá, đi bằng xe máy nha các bạn nó mới sướng, đi ô tô thì nó không sướng đâu. Đó, khúc cua rừng rậm nắng xuyên các bạn, những đoạn đây mà chụp hình thì rất là đẹp nha. Đấy, nắng xuyên lá này quá đẹp luôn.
nhiều các bạn. Hàng cua rất là nhiều luôn. Bay nè các bạn, sân bay quân sự cũ nè. Đó. Đó dài khoảng chừng sân bay này vừa trước mình đi rồi, mình thấy nó dài khoảng chừng 2-3 cây số gì đó. Rất là đẹp luôn. Mênh mông luôn bạn, sân bay dài mênh mông luôn. Sân bay gì vậy bạn, mình không rõ tên nhưng mà gọi là sân bay trên đường Trường Sơn Đông, ngay gần chỗ Cơ Bang. Rồi tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục đường đến Măng Đen. Bây giờ họ đang ở xã Sơn Lan các bạn, Sơn Lan, huyện Cờ Rông Ba các bạn, tỉnh Gia Lai. Đó, nếu mà mình đi thẳng là mình về thủy điện Vĩnh Sơn nha các bạn, về Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh luôn. Đó, chiều mình sẽ đi đường đó. Còn bây giờ mình sẽ rẽ trái đi Măng Đen. Măng Đen thì còn chừng 70 cây cây số nữa các bạn, qua một cái rừng khu bảo tồn thiên nhiên nữa. Đấy, đây là một cái thị trấn nhỏ Sơn Lan, xã Sơn Lan các bạn, một cái xã nhỏ Sơn Lan của huyện nó có một nhóm nhà nhỏ vậy thôi bạn, đi khoảng 200m nữa là bắt đầu vô rừng tiếp. Từ thị xã An Khê các bạn đi lên Măng Đen thì có cả 100 cây số là đường rừng, đường Trường Sơn Đông các bạn, đường vô khu rừng bảo tồn thiên nhiên. Đấy. Qua cái đoạn đây nữa là sẽ vào rừng tiếp. Còn chừng 70 cây nữa thôi các bạn. Đấy. Đó. Vào đây là khu bảo tồn thiên nhiên các bạn. Thiên nhiên này cua rất là nhiều các bạn. Đó, khúc cua rất là nhiều.
đường ở đoạn này lên tới giáp thôn Bờ Long của Măng Đen thì chủ yếu là đường bê tông của bạn, đường khảm bê tông thôi, không có trải nhựa, nhưng mà đường khá là đẹp.
lâu đẹp ghê luôn các bạn ơi.
dân tộc đó các bạn. Đi ngang qua một cái làng dân tộc, chuẩn bị từ đường khu bảo tồn thiên nhiên ra tới đường giao nhau với đường Quảng Ngãi đi Măng Đen. Đi khoảng 35 cây số trong rừng các bạn. 35 cây số trong rừng không có ít nhà, ít già dân. Giờ ra tới đây là con Mờ Long này này bạn. Tới ngã ba các bạn, Quảng Nam này đi thẳng để phải là đi Quảng Ngãi, 74 cây số là tới Tâm Tâm. Đó các bạn, đường này là đường đó, đi thẳng Quảng Nam bạn, rẽ phải là đi rẽ đèo Violet các bạn nha. Violet. Violet Quảng Ngãi á, xuống Quảng Ngãi Ba Tơ. Còn mình giờ Măng Đen mình sẽ đi đường này. Đó. Đường đẹp lắm các bạn ơi, đường từ đoạn này này vô Măng Đen đẹp lắm. Đường đẹp vô cùng luôn nhé. Đấy, đường mới. Chiến lược luôn các bạn. Ở con đường này là về Quảng Ngãi cho khách Đà Nẵng lên. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đường đẹp. Giống như ở Đà Lạt, với con đường Đà Lạt Nha Trang đó các bạn. Những con đường chiến lược. Và có sau này thì có thông tin sẽ làm đường cao tốc từ Măng Đen đi Đà Nẵng luôn. Đang lên khảo sát cái dự án này. Thì tương lai không xa nữa, khoảng tầm 4-5 năm nữa thì sẽ có đường cao tốc từ Quảng Ngãi lên Măng Đen. Từ Đà Nẵng lên Măng Đen thì khoảng chừng 270 cây các bạn, tương đối gần.
đang cách khu vực này khoảng 15 cây nữa. Khách Quy Nhơn lên rất là nhiều các bạn, khách Bình Định với khách Đà Nẵng lên rất là nhiều. Vâng, đường đoạn này quanh co luôn các bạn, rất đẹp nhé. Quá đẹp các bạn, phải chụp hình. Đoạn giao thông rất là đẹp các bạn. Đoạn giao thông người ta làm cái lốp xe rồi người ta sơn tính đỏ đấy. Chuột đẹp ghê luôn. Đoạn này tí nữa quá đẹp luôn, đoạn này là quá đẹp này bạn. Wow.
đẹp luôn bạn ơi, đường kìa. Wow, cầu Măng Cành. Ở Măng Đen có địa danh, ở Côn Mà Long có địa danh là Măng Đen và Măng Cành nha các bạn. Wow, đường thông này như Đà Lạt luôn, như đường Nha Trang lên Đà Lạt các bạn, nó không giống vậy. Ngày xưa đâu bạn, ngày xưa mới mở á. Bây giờ thì đường đó nó cũ rồi. Quá đẹp. Y xì đường Nha Trang Đà Lạt các bạn, y xì đường. Đường mới mà chỉ có thông thôi. Đất thì hai bên đất núi đỏ các bạn, giống y ngày xưa luôn. Đó, đẹp mê. Tuyệt vời luôn, lý tưởng luôn, thời tiết thì nắng đẹp. Quá đẹp.
biết rồi đó, là đường ở Tum Tum thì rất là đẹp các bạn. Đường đa phần thi công do tập đoàn Sơn Hải. Tập đoàn này thi công đường thì người ta bảo hành rất là lâu. Đường thì cực kỳ đẹp. Đó, mình đi nhiều rồi mình biết. Đó, mình thấy các bạn thấy cái đường không? Đẹp như đường cao tốc. Làm cũng được thời gian rồi các bạn. Nhưng mà các bạn thấy không có một cái ô gà, ô gì hết. Không có nứt nẻ gì hết. Đường Tum Tum thì quá quá tuyệt vời rồi. Đường này là mấy bạn trẻ phượt. Điểm này là 200 cây rồi các bạn, còn tầm 3 cây nữa là tới trung tâm của Măng Đen. 200 cây chỉnh rồi. Bên tay phải là Măng Cành 7 cây số các bạn. Tum Tum 56 cây. Rồi vào tới trung tâm rồi bạn. Cung Cửa Long. Măng Đen cách độ cao cách mực nước biển khoảng 1.200m các bạn. Tức là ở Măng Đen thì vẫn thấp hơn nữa Đà Lạt chừng 200-300m. Là một địa danh du lịch mới được khai thác gần đây các bạn, khoảng chừng 7-8 năm trở lại đây thôi. Đấy, bây giờ vào trong trung tâm của huyện Côn Bồ Long này bạn. Đấy, nhà cửa này quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, quá đẹp luôn. Đấy các bạn, bắt đầu vô Côn Bồ Long rồi nè. Côn Bồ Long Măng Đen rồi nè. Đấy, chỗ đây là quảng trường nè bạn, quảng trường Măng Đen nha. Hồi trước thì mình có một lần mình quay cho các bạn rồi. Đó, đây quảng trường nè. Đó, trong kia là tượng đài chiến thắng nha các bạn. Rồi, Măng Đen đẹp quá các bạn ơi. Thời tiết đẹp quá. Thời tiết đẹp đấy, quảng trường Măng Đen này. Bữa trước mình có nói là Măng Đen nó có điều đặc biệt là các cái quảng trường hoặc là dọc đường người ta đỡ những cái hòn đá rất là nhiều nha. Hòn đá tiêu cảnh á. Mới
đi đây thì đây giờ đã đi lại rồi. Đó, khách du lịch thì khắp nơi luôn bạn. Bốn ba là nhiều các bạn, bốn ba rồi bảy bảy nhiều. Đó, đi dạo dạo khu vực quanh quảng trường này, quay đây là tượng đài chiến thắng nè bạn. Đó, dọc dọc các khu cơ quan hành chính của Mang Đen này, đường xé rộng ghê luôn. Đường Phan Đình Phùng, đường Hùng Vương, đang chạy đường Hùng Vương các bạn. Đấy thì sùng bạn, sùng to ghê. Đi Mang Đen mấy lần rồi nhưng mà không đi dạo hết thị trấn Mang Đen được các bạn. Đi lên rồi về liền, không có thời gian dạo hết Mang Đen. Hôm nay đi dạo đi uống cà phê đường Trường Chinh các bạn. Những con đường những con đường lớn đều đặt tên cho thị trấn Mang Đen hết. Nói chung Mang Đen phát triển du lịch mà gần đây cho nên vẫn còn hoang sơ các bạn. Mang Đen stop cà phê này đấy. Mình biết là có rất là nhiều bạn từ khắp nơi, từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn luôn. Nói chung là từ rất là nhiều nơi lên Mang Đen mua đất mà lập nghiệp các bạn. Mua đất xây lập nghiệp. Đấy. Trong kia gì? Hay. Đây mình vào trong khu chợ Côn Bồ Long các bạn. Đó. Chợ Côn Bồ Long. Dạo mấy con đường, chụp đường cho các bạn xem. Rồi tí nữa qua đường thông các bạn. Đó, để phải đi vài đoạn nữa. Chợ Côn Bồ Long. Ghê không? To. Này trường học, trường tiểu học Mang Đen này. Trường Minh Hội này. Chỗ đó chứ. Đó, bạn nhà rong này, hôm tây Mang Đen này đấy. Nhà nghỉ này, đoạn này nhà nghỉ với khách sạn nhiều lắm bạn. Đây này, mới này, thấy mới này, Mang Đen Land này. Đó, còn cái cổng lịch sử các bạn. Theo dưới hôm tây người ta bắt đầu làm rất là nhiều nhé. Đó, đường xé của Mang Đen nè bạn, đường Võ Nguyên Giáp, đường chính các bạn, rất là to luôn. Du lịch đây, công ty thủy điện sông Đà Ba Đắc Lô. Đường xá rộng rãi. Đi điện Côn Bồ Long. Đi dạo vài vòng Mang Đen cho các bạn xem. Trường dân tộc nội trú Côn Bồ Long. Vâng, từ Quy Nhơn lên từ trung tâm lên trung tâm Quy Nhơn lên trung tâm Mang Đen thì khoảng 202 cây các bạn, 202 cây. Một con số rất rất là đẹp luôn. Hơn 200 cây thôi. Đi cái đường mà mình hướng dẫn các bạn nhé, qua Cà Bang rồi qua khu bảo tồn thiên nhiên Chư Pa Rong rồi giáp với đường đèo Violac. Đẹp. Rồi tới đây mình sẽ quay lại. Đây là đường chính của Mang Đen nè bạn. Được.
xuyên đến các cái khu du lịch. Con đường mà dân du lịch lên đều phải ghé con đường này. Đây là đường Phạm Văn Đồng các bạn. Đó, các hàng quán bán cho khách du lịch rất là đông nha. Đấy, cơm lam nè bạn. Đặc sản cơm lam gà nướng. Đây này, các cái biệt thự hồi xưa giờ người ta khai thác du lịch rồi bạn. Có nhiều biệt thự bây giờ vẫn chưa đưa vào sử dụng nè, xây lâu rồi bỏ. Đó, những biệt thự. Này, thiếu vốn vậy bạn. Đó, các khách sạn xây lâu nè. Hoa sim đồ cũng có được một thời gian lâu, mười mấy năm trước mình biết rồi các bạn. Đó bạn, đây là con đường rừng thông của Măng Đen nè bạn. Đó, Ngã ba người ta chụp hình nhiều lắm bạn, dừng xe chụp hình. Đó, nắng đẹp không? Rất là đẹp luôn, khu du lịch sinh thái Măng Đen. Còn rẽ tay trái là đường đèo xuống Kon Tum, xuống thành phố Kon Tum, Bia Lai luôn bạn. Còn đường này là đường đèo cũ này. Đó, đèo cũ bây giờ thì ít người đi lắm. Chỉ ai đi khám phá thì người ta mới đi thôi. Đó, đường thông nha. Đó, buổi trưa ghé. Cái quán quen thuộc này bạn, trên đường Phạm Văn Đồng, quán cơm lam khô sinh này. Đó. Gà nướng này, cơm lam này, rau này bạn đó, rau rừng này. Đó, cơm lam 20.000 nha, nóng này. Thịt heo nướng là 20.000 xiên này. Đó, có bạn giá này bạn. À. Rất ngon luôn. Đó, uống cà phê có cây sen đé đẹp ghê chưa các bạn. Quán cà phê Bạch Dương nè bạn, cà phê hôm tây luôn. Ok, đang ở Đức Mẹ Măng Đen các bạn. Quay Đức Mẹ Măng Đen phát nữa là chạy về Quy Nhơn luôn. Đi vào hôm nay các bạn thấy thời tiết Măng Đen hiện nay không, rất là nắng luôn, cực kỳ đẹp nha bạn nha, nắng cực kỳ đẹp. Còn các bạn mà muốn săn mây thì đi vào cái dịp 4-5 giờ sáng. Còn hiện tại thì thời tiết nắng ghê luôn, mình đến đây mấy lần đều gặp ngay cái buổi trưa các bạn, ngay cái buổi trưa 1-2 giờ, 11 giờ tới 2 giờ trưa, 2 giờ chiều. Đó, đường lên Đức Mẹ Măng Đen. Lịch phục vụ lễ cưới các bạn. Còn ở nhà kia là nhà quầy lưu niệm các bạn. Thấy mua đồ lưu niệm. Đó, nắng ghê luôn. Các bạn, phía trong kia là tượng Đức Mẹ Măng Đen nhé. Mình chỉ quay khu vực cảnh quan ở ngoài thôi các bạn. Rất là yên tĩnh luôn bạn, yên lặng luôn. Đúng là nơi linh thiêng. Các bạn xem là ghế này.
với các cơ sở và các gia đình người ta ủng hộ.